Cái coi cá lóc 20.000, đồ nấu chua 4.000, cá rô 15.000, chanh ớt hành tỏi 6.000, vị chi tổng cộng là 35.000. Ủa, khi nãy mình cầm tiền đi chợ 50.000, dư có 5.000, rồi lộn nữa, rồi tính lợi nữa. Để coi cá lóc 4.000, đồ nấu chua 15.000, cá rô 6.000, chanh ớt hành tỏi 15.000. Trời ơi, lộn dữ nữa, lộn sạch trơn rồi. Để tính lại coi, cá lóc 4.000, đồ nấu canh chua 5.000, cá rô, ba, chanh ớt hành tỏi. Ba, hả? Trời ơi, làm gì vậy? Đánh ba làm bẩn vậy? Trời ơi, nhức đầu quá. Có sao không? Hả? Có trúng gió không vậy? Có, không không không. Má, gì? Má làm gì mà má cứ đi đi tính toán rồi. Má làm gì cũng phân tâm á, cũng học hành gì được á. Con nói trước nha, chiều nay mà con không thuộc bài á là lỗi má nha. Trời đất ơi, con làm như má sung sướng lắm rồi đó. Rồi đang ngồi tính tới tính lui chơi vậy đó hả? Má tính hoài mà không trúng. Tao nói chữ xấu nó. Má đưa cho con nè. À. Trời ơi, dễ ợt vậy á mà má tính không được hả? Để con tính cho má coi nha. À. Cá lóc nguyên con 20.000, con tính rõ ràng. À. Đồ nấu canh chua 4.000 nữa má nhớ kỹ chưa? À. Cá rô nửa ký giá rẻ 15.000 chắn. Chanh ớt tỏi hành 6.000 nữa là vừa 45. Đúng rồi, trời ơi, vậy mà sao má tính hoài mà trật hoài. Mà má phải là người chậm lục ngu ngơ gì đâu con. Hồi còn nhỏ ta nói má buôn gánh bán bưng đen, má tính nợ ta nó rôm rốp như bẻ cây vậy đó. Máy tính còn không lợi má nữa đó. Vậy mà... Ủa gì vậy má? Tự nhiên mà tính trật mà má cũng khóc nữa. Bữa nay con thấy má lạ sao á. Hồi nào tới giờ con có thấy má khóc bao giờ đâu. Má quên là má có cái biệt danh mà ba đặt cho má hả? Người đàn bà tưởng mình là đàn ông. Má không có quên. Nhớ không? Không, má không quên. Má bị té xe loại xương bánh chè má không khóc. Má làm rẫy bị bò cạp chích má cũng không khóc. Má chèo xuồng xuồng lật má uống nước cái bụng trang bang má không khóc. Nhưng mà tóm lại má mình là mình đồng da sắt. Tại sao hôm nay lại khóc? Tại ba con đó. Sao lại tại ba con? Hôm qua đó, ông đi làm về cái tự nhiên ông cầm cái bông, bông gì má không có gành nữa. Rồi ông đặt vô tay má rồi ông nói anh trao cho em nụ hồng, một nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Anh nâng niu đem qua về giữ trong hồn, mong sao qua không phải sắc hương. Coi nữa đi ăn không? Chị là ba tặng hoa cho má rồi. Rồi má trả lời sao? Thì vậy nè, ban đầu má không hiểu ông mừng cái gì. Má tưởng ông xỉn. Tới chừng má hiểu ra ông làm chuyện tào lao. Cái má nổi điên, cái má nói à, ông á những bông hoa kia mau phai tàn rụng tả tới trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim rạng giữa mấy mươi ngàn chẳng thà để dành mà uống ăn. Là ăn uống á con hiểu không? Vậy mà ông trách má không biết lãng mạn gì hết trơn trời. Má cự lại liền, má nói từng tuổi này bày đặt lãng mạn coi chừng ông thành lãng xẹt á. Vậy là ông giận má không thèm nói chuyện với má nữa. Ba giận má là phải rồi má ơi. Ba tặng cho má đó một bông hoa hồng mà má nói là hao tốn. Người ta yêu nhau á hả, người ta còn tặng hả 999 đó hoa hồng nữa kìa. Thôi tầm phào quá đi. Tiền mua 999 đó hồng đặng để dành mua đồ ăn cho sướng đi. Không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Tặng bông chi vài bữa cũng tàn còn thêm rác nữa. Nhưng không phải vì tiếc mấy chục ngàn mà má khóc. Má khóc là vì má nghi ngờ đó con. Đằng sau cái hành động tặng bông của ba con là trời ơi. Tao đọc báo tao thấy chứ bộ. Là thường là ông có bồ nhí ông mới mần vậy đó. Cho nên ông đổi tánh mày đặt qua què quá sói. Chắc ông thấy ông có lỗi cho nên mới bày chuyện đang lấy lòng má.
Từ hôm qua tới giờ tao nói đầu óc má lúc nào cũng suy nghĩ suy đoán đủ chuyện. Hình như tóc má bạc đi mấy cọng phải không con? Má tâm sầu như là Tào Tháo à. Trời ơi tại con không biết thôi. Ba con dạo này thay đổi lắm đó con. Có nhiều chuyện riêng của ba má mới không tiện kể con nghe đâu con. Tâm sầu bạch phát nè con ơi. Trời ơi con là trợ thủ đắc lực của má mà má cũng giấu con nữa hả? Má kể cho con nghe đi. Biết đâu chừng con sẽ giúp được cho má. Má không nghe ông bà mình nói sao? Chuyện mình thì tối, chuyện lối sớm thì sáng. Thôi kỳ chết, kể không được đó. Má không nói, con hỏi bà con cũng biết liền. Thôi thôi đồ quỷ. Trời ơi con hỏi rồi nói tào lao nữa. Thì từ bữa hổm má tự dưng ông nói bữa đó là sinh nhật sinh tử gì đó. Rồi cái ông mua cho má cái... Cái gì vậy má? Cái trời ơi. Vậy má mắc cỡ ra, đỏ mặt ha. Vậy là con đoán ra rồi. Trời ơi kỳ quá à. Cho... Ba mua tặng cho má một cái áo đầm ngủ đúng không? Ủa sao con biết? Thì con đi lựa giùm ba chứ ai. Trời đất ơi cái đồ con bất hiếu. Mày hùa theo ba mày ăn hiếp má không? Con coi chừng á, từng tuổi này mà ba con biểu má mặc áo ngủ là trời ơi kỳ lắm. Ông kêu mặc cho gợi cảm coi nổi điên không? Nghe mà ta nói óc ác nó nổi lên từng cục gì hết. Chưa hết ông còn rủ má đi vô mấy quán cà phê đèn mờ đặng tìm lại giây phút riêng tư của hai đứa. Rồi cái rủ má đi du lịch. Trời ơi mà đi có hai người thôi à. Anh và em thôi cho nó tình tứ lãng mạn. Trời ơi ốc ác kể tao bà còn nổi. Bà má chỉ hơn có 40 với gì đâu già. Ba con á nha, đẹp trai nha, phong độ nha, nhìn vô là đáng yêu rồi nha. Còn mẹ con là một người phụ nữ à, mắt xanh nè, da trắng nè, môi hồng nè. Phật người ấy thì ba dòng, điện nước đầy đủ nè. Trời ơi quyến rũ quá, còn gì nữa. Trời ơi con quỷ, trời ơi má ói bây giờ đi nè. Ba má sắp ngồi xuôi được rồi đó mà nói bậy không hà. Ba con càng lúc càng mất nết, càng rửng mỡ, có vợ bé. Ba có vợ bé là tại má rồi. Bây giờ ha, kiếm một người chồng ga lăng mà lãng mạn hiếm hơn lắm á. Ba là của quý á. Vậy á mà má không có biết hả, nâng niu ba làm ba cục hứng. Con hả ao ước hả, bồ con sau này ha được 1/10 của ba thôi. Như vậy thôi là con cũng mãn nguyện lắm rồi. Cái gì? Con vừa nói cái gì ạ? Hả? Nói gì ạ? Con đó nói gì đâu. Con nói con có bồ phải không? Hèn gì mấy ngày nay lén lén lúc lúc ngồi viết mà tẩm tỉm mắt thì mơ màng. Má nghi rồi. Con viết thư cho bồ phải không? Phải không? Nói không vậy có. Á má lục là má biết hay có hay không liền à. Trời trời. À đây rồi. Biên nhận cô Phụng ăn thiếu 5 tô bún riêu. Trời ơi ăn hàng mà không chịu trả tiền nữa. Là sao? Con quỷ. Hả? Con đã nói không có mà. Má tin đi. Cái gì đây? Từ khi yêu anh em đã biết bối rối vì những lúc em thấy anh cười. Trời ơi con gái tôi mê trai thấy ớn không? Trời ơi từ khi yêu anh. Bình tĩnh lại. Phải đâu, cái này là bài hát má nhớ lại đi, tình thôi xót xa. Ờ nãy tao đọc theo cái điệu đó rồi tao quên. Còn cái này à, con này Phụng đưa ra cho má. Mày giấu là mà bớt rồi. Cái này là của con. Đó. Mà thôi không con cho má đọc đâu. À, đứng lại. Trời ơi, mới 18, 19 tuổi đầu bị đặt yêu đương. Ông ơi là ông về đây coi nè. Ông ơi, ông về đây ông gì coi nè. Gì mới xa người ta có chút xíu mà kêu réo ôm sờm vậy? Ông à, lại ông nữa. Anh đã dặn em rồi. Vợ chồng mà phải gọi nhau là anh em nghe nó mới ngọt ngào tình cảm. Trời ơi. Nè, đi làm mà anh nôm nao muốn về gặp em quá trời luôn á. Em ơi, chuyện bữa trước anh nói với em đó, bữa nay anh mua rồi nè. Mua gì? Nhắm mắt lại đi rồi anh mới đưa. Ông ơi tôi muốn ói rồi nè, già rồi mà ông làm như 18 đôi 10. Trời ơi, cỏ tôi giận ngược lên ông thấy hả? Có chuyện muốn báo với khoan, anh nè. Khoan, chuyện gì cũng để nói sau đi ha. Chuyện này quan trọng hơn nè. Bây giờ em nhắm mắt lại đi nè. Tôi bó tay dòng rồi đó. Rồi nhắm mắt nó lẹ luôn đi. Tàn tàn tàn. Vé số hả? Sao nhiều số quá vậy? Để cô ấy, tại vì trung tâm du lịch thiên đường ảo mộng. Trời ơi tôi xỉu nữa. Trời ơi. Anh xem kỹ rồi đó. Cái tour du lịch này dành cho vợ chồng mới cưới, rất hợp với vợ chồng mình đó.
Hướng dẫn viên nói chương trình sẽ bao gồm những tiết mục đưa khách hàng tới thiên đường ảo mộng nè. Chẳng hạn như là tắm biển còn ta với ta, tham quan lâu đài tình ái, khiêu vũ mắt ngay cha cha cha, ngủ giả ngoại với tình yêu lung linh. Thôi trời, tôi nói với ông hoài mình già rồi, gần xuống lỗ rồi, mà ông luôn miệng nói tình yêu tình ái nghe mọc. Em thiệt, em nghe người ta nói là tình yêu không có tuổi sao? Em nghe người ta nói là yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, ngắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại mặc cho gió trôi. Thôi trôi luôn đi nghe, cái thời đó qua lâu rồi. Tôi với ông bây giờ đã đứng tuổi rồi, con Phụng người sắp có chồng, tôi với ông sắp làm xui rồi. Nhiều lúc ra đường mới thấy mấy cặp già không nên nết cho tôi phát nợ cả. Ai dè bây giờ chồng tôi nhiễm căn bệnh á, tào lao. Trời ơi, tôi dứt khoát không có đi thiên đường ảo mộng gì với ông nha. Thiên đường của tôi thực tế lắm, là căn nhà này nè, là cái bếp nè, là cái sân này nè. Nhưng mà anh lỡ mua vé rồi, gần 2 triệu rồi đó em. Hả? 2 triệu đồng, hơn 2 chỉ vàng SGC. Trời ơi, hơn 1 tháng tiền chợ, hơn 30 giỏ lúa. Trời ơi, nghe thôi là chóng mặt rồi. Trời ơi, quay mòng mòng rồi. Trời ơi, tôi dại dột ông, tôi đi chuyến này về tôi lên Tân Sơn tôi chết liền. Ông ơi, tiền từ trên trời rớt xuống hay sao mà ông phung phí quá vậy ông ơi. Trời ơi, say sẩm quá. Trời ơi, 2 triệu đồng bạc. Em thiệt à, 2 chỉ vàng. Em càng lúc càng thực tế. Bây giờ trong đầu em chỉ toàn là nước tương, nước mắm, gia vị hành tiêu, thêm dầu ăn, cá tôm heo bò gà vịt chiên luộc chưng, mồng tơi cải xanh bí bầu, chiên xào hoặc nấu canh, còn đâu giây phút mơ màng cho đời lại thấy tươi. Cái bao mà hoa tươi thắm rồi lại tàn đi, ăn được không? Hoa lan sau bằng hộp vịt lộn, ăn thiệt ngon. Tình yêu đến nay đã thành là nghĩa vợ chồng sắc son. Mình ơi chớ nên mơ màng đua đòi bọn trẻ con. Em nghĩ vậy cho nên nhiều khi anh tưởng anh đang sống với... Với gì? Nói gì? Xin lỗi em, anh tưởng mình đang sống với một người đàn ông. Trời ơi, ông. Em nghĩ coi, ông. Hai vợ chồng gặp nhau chỉ nói toàn là những chuyện khô khan, bàn về những chuyện tiền nông tính toán. Đâu rồi những lời nói dịu dàng? Anh yêu ơi, con mèo nhỏ của anh, chú gấu Misa của anh nè. Trời, nói phải khen, hồi đó tôi nghe được, bây giờ tôi nghe ốc ác tôi dựng ngược nữa. Thôi tôi vậy đó, anh muốn dịu ngọt lẳng lơ anh tìm mấy nhỏ bio nghe nó dụ kìa. Chứ tôi mở miệng ra nói vậy á, trời ơi tôi cắn nhầm lưỡi tôi nuốt tôi chết à. Trời. Xin lỗi em nha, không cần như mấy cô bán bio mới dịu dàng tình cảm đâu. Bây giờ ở ngoài đường á, có nhiều anh chàng nói chuyện ngọt ngào tình cảm lắm mà nha. Em mà cứ làm người đàn ông mặc váy hoài, có ngày anh đổi hệ ráng chịu luôn á. Trời ơi, ông nhè tôi ông ham. Trời, ông mà dám á, tôi cũng dám may áo đầm cho ông mặc liền á, chứ ở đó. Trời ơi. Bó tay với bà vợ sắt của tôi mà. Khoan bó tay đi, để rảnh tôi trị tội con gái rượu của ông đã. Ông có hay biết chuyện động trời gì chưa? Con Phụng nó có bò rồi. Trời ơi. Vậy mà lá động trời. Nó 18 tuổi rồi, nó biết yêu là đúng rồi. Thậm chí có người mới 15 tuổi đã biết yêu rồi đó. Ai? Hả? Đó. Hả? Ngày nào em tuổi 15, em hay nghe tôi ngồi đánh đàn, tiếng đàn làm nỗi nhớ mình màng. Rồi thời gian dần trôi mau, em không nghe tôi vào phim đàn, mà chỉ nhìn lén lén qua sông. Trời ơi, con Phụng nó nghe được á. Trời ơi, nó cười nó chết á. Trời ơi, thôi đi. Đừng... Ngày nào má tuổi 15, má hay nghe ba ngồi đánh đàn. Trời ơi, con nói lớn bà con hay quá. Bà con hàng xóm ta nghe được ta cười nữa. Bà nghe má nói là con tập tành yêu đương đó phải không? Thằng đó là thằng nào, con quen nó trong trường hợp nào, mau khai báo thành khẩn sẽ được má con khoan hồng cho phép hai đứa yêu nhau. Ủa,
ai nói tôi cũng đánh nó nát đít chứ ở đó mà cho phép. Trời đất ơi, chiến gì hết à, mình vũ nó khai ra rồi xử nó sao? Con gái ngoan nè, nói đi con. Dạ, nói đi. Tụi con quen với nhau ở trong trường hợp á là và em đã biết anh chiều quá. Trời ơi, lãng mạn quá em ơi. Đến trong hoa cỏ mùa xuân, nghĩa là thằng nhỏ nó ôm nguyên 999 đoá hồng đến tặng. Hỏi sao mà con mình nó không sao xuyến được. Quên đang làm quan tòa. Con nè, tại sao con dám yêu đương khi con chỉ mới 18 tuổi? Đáng lý ra con phải tập trung học hành chứ. Đúng. Ai xúi con? Ai bày đầu cho con yêu? Ai? Dạ thôi, không dám nói đâu. Con nói đi, dù cho người đó là ai mà cũng sẵn sàng ăn thua đủ với đứa nào dám dạy con tập tành chuyện xấu này. Nói đi con. Bớt nóng, em bớt nóng, coi chừng bị hố em. Ông làm đầm gì á? Tôi đang tra hỏi con tôi mà. Con, ai? Ai học? Con học ai? Ai học con? Dạ con học theo... Ai? Theo má. Ê đừng nói bậy mày. Đúng chứ đâu có bậy. Hồi đó mới lớn là em đã thương anh rồi. Em chọn hả? Nói nhiều chuyện. Thì chị, bao nhiêu chuyện tốt không học đi học chuyện xấu chị? Hả? Đi học cái chuyện má bớt giận đi má. Con á, nhà tông á, không giống lông cũng giống cánh. Nè, ông coi con, ông nó lẻo lự với tôi, ông thấy chưa? Ông giải nó đi, tôi nó hết não rồi đó. Trời ơi. Con nè, má rầy con á là đúng. Con còn nhỏ lắm mà bày đặt yêu đương chi vậy? Ba ơi, 18 tuổi chứ mà 15 tuổi là tuổi nào nhỏ hơn vậy ba? Tôi chết rồi. Anh bị nó chiếu tướng rồi em ơi. Kỳ ngang. Tôi để ý là nãy giờ ông cha ông hỏi toàn là những câu mớm lời, mớm cung đặng nó bắt bí tôi không ngang. Hai cha con mấy người định liên kết lại chơi tôi phải không? Định làm đảo chính phải không? Định cướp chính quyền phải không? Má bớt giận đi mà. Con nhận lỗi, con xin lỗi má. Bởi vì con đã biết thương biết nhớ. Ông nghe chưa? Ông hai ơi, ông mà nghe chẳng chưa? Phải nhớ một người đâu nghe. Trời ơi, bao nhiêu vậy con? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trời ha. Hết 10 luôn, được không? Tại nghe qua như xét đánh nghe tay. Trời ơi, tôi không tin dù đây là sự thật. Trái tim của nó giỏi lắm là có 2 ngăn thôi. Bây giờ nó chứa cả một đại đội ở trong. Chắc tới rồi. Mà lâu nay tôi không cần để nó, bây giờ nó chơi tôi một vố sẵn thằng hồn luôn. Phúng. Nó nói con dạ, thương con ai? Thương ai? Con thương. Thương ai? Thương những con đò bên hàng trường xanh. Thương nhiều chiếc áo ba ba kêu kèn gánh lúa lúc tan chợ chiều. Bên mái tranh nghèo nghẽ bìm bìm kêu con nước lớn rồng. Em ơi, nó tả giống hệt như em vậy đó. Vậy là người nó thương là em đó. Con này nó lai lãng nè, thiệt á, anh đừng có đỡ lời cho nó. Nó làm bộ đánh trống lãng. Rồi, con nói nhớ là dạ, nhớ. Dạ, con nhớ. Nhớ ai? Nhớ bóng xa, người cha yêu xưa. Mong bao con phải thương yêu nhau. Lời người con xin nguyện khắc sâu trong đời con. Trời ơi, nghe con gái tôi nó nói mà tôi mũi lòng muốn khóc quá trời luôn à. Chưa hết đâu, con còn thương hả? Thương nhớ ông bà, thương nhớ cô bác, chú, dượng, dì, cô. Nói chung ai cũng thương hết á. Con còn ha yêu nước nữa, thương nước, thương nồi nữa đó má ơi. Đó, nghe nó nói không? Nó yêu cả nước nữa. Hỏi sao mà nó đếm cho nó hết chứ. Con mình nó ngoan quá mà em la nó làm chi cho tội nghiệp gì không biết nè. Sao ông dễ bị gạt quá à? Hèn gì bị con qua mặt hoài à. Tôi bắt rõ ràng lá thơ nó viết cho bồ nó. Thôi đâu, đưa đây cho ba má đi. Con lấy bằng chứng thôi đi. Đừng mà má. Thấy chưa. Nói vòng vo hồi nó cũng lòi đuôi chuột nó ra. Má hỏi lần cuối con đưa không? Con muốn đưa vô hay đưa ra? Ủa, con muốn đưa vô đâu em? Gì? Đưa vô trường chứ vô đâu. Tôi mét cô giáo tụi nó yêu đương nhăn nhít cho cô giáo điều tra quan hệ với thằng nào thôi. Sao giờ muốn đưa vô hay đưa ra? À, được rồi. Giờ con đưa. Nhưng mà tại má ép con đó nha. Tan chứng, giật chứng rành rành. Ông thấy không? Thường ngày nó viết chữ như cua bò, như gà bới. Vậy mà viết tư tình nó nắng nó từng chữ, thấy không? Thấy ghét không? Con cầm lấy. Con cầm lấy. Má trả lại con hả? Cảm ơn má. Ai nói tôi trả lại?
Cô đọc lên cho ba cô nghe bản cáo trạng của cô. Đọc. Má. Cô không đọc thì tôi nhờ cô giáo của cô đọc. Cô đọc không? Đọc thì đọc, nhưng mà có ba làm chứng á, má ép con nha. Hỡi, hỡi chàng trai của em, hỡi người đàn ông của đời em, hỡi, hỡi người yêu. Em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm, lung linh đẹp xinh. Những phút thân tiết bên em lòng ớt hay, trao dâng trong lòng em đam mê cuồng say. Mình yêu nhau đi và yêu nhau hoài nhé. Mày làm gì? Đã biểu ngưng ngay từ hồi nãy đi. Hồi đó tao bị y vậy đó. Công nhận nha. Công nhận nha. Y sao cái quen y như hồi nhỏ. Hổ mẫu sinh hổ nữ. Con gái em nó viết thư mùi mẫn y chang như em vậy đó. Cái này quen mà, tính nói quen mà. Đó chỉ là khúc dạo đầu thôi má ơi. Khúc sau này mới gây cấn, mới hấp dẫn. Anh ơi, em yêu anh thật lòng, nhưng hôm qua em giận anh quá sức. Tại sao anh lại tặng cho em một sợi dây chuyền vàng y vàng chóe vàng chạch như thế? Vàng bạc ư, vật chất ư, làm sao sánh được với những cành hoa hồng nhỉ? Làm sao so cùng với những vần thơ tình anh sáng tá tặng cho em? Và những giây phút lãng mạn thì thầm dưới trăng riêng chỉ có hai ta cơ. Khoan, cái thơ này là của ai mà ta quen à? Tất nhiên là không phải con rồi. Con thơ sang lắm, không có viết thơ xinh xến như vậy à. Bậy, nó bậy không à. Không có xến là làm sao mà có con được. Em ơi, hôm qua anh ngồi buồn, anh mới lục mấy lá thơ ngày xưa. Ai có ngờ đâu con bé này nó chôm hết lá. Mà nó nhàn cái lá thơ của em mới chết chứ. Ôi vậy chết này trời, hèn gì thôi, để tôi xử ông sao nha. Thôi hết chuyện rồi, giải tán ha. Giải tán vui khỏe. Khoan đã. Hả? Má. Gì? Má cho con phỏng vấn má dạy câu đi má. Thôi đi, muốn phỏng đất không mà rồi phỏng vấn hả? Ăn rơi mây phỏng đất à? Lộn xộn. Công nhận hồi xưa đó má tình cảm lãng mạn ghê vậy đó. Nhưng mà bây giờ sao má trở thành người đàn bà mà tưởng mình là đàn ông vậy má? Con còn dám hỏi nữa. Tại con mà vợ của ba thay đổi đó. Làm sao? Vợ của ba phải vất vả nuôi con khôn lớn nè, phải sống thực tế trong hoàn cảnh khó khăn, nên tâm trí đâu mà lãng mạn, tiền bạc đâu mà mơ mộng nữa. Thôi, đừng nói vậy, con nó buồn. Con chỉ buồn á là khi má cứ tiếp tục sống khô khan như vậy hoài. Bây giờ con cũng trưởng thành rồi chứ bộ. Đã đến lúc á bà má hâm nóng tình yêu lại đi. Chứ đợi ha, con nghĩ á phải có những cái phút giây lãng mạn riêng tư mới làm cho cuộc sống và tình yêu của mình á không bị quên lãng, và quên bớt đi những cái lo toan của đời thường nha ba má nha. Đúng không ba? Trời đất ơi, con mình nó nói y như là nhà tâm lý học vậy đó. Thôi thì con hát rồi, cha khen hay hoài. Thôi tôi hiểu ý tốt của cha con không rồi. Thiệt ra bao lâu nay tôi cũng quên chăm sóc quan tâm đến tình cảm của vợ chồng mình. Tôi quên rằng sự lãng mạn ngọt ngào á thì không thể nào thiếu trong tình cảm. Tôi thấy ba má hạnh phúc yêu thương nhau vậy, vui quá. Điên, ai mà không thương ổng á chứ. Thương sao không nói. Thôi nghe, đừng có được nước làm tới nghe. Con xấu rối đó là ai dám nói. Mà nói đi, con không nghe đâu nè, bịt lỗ tai lại à. Thôi đi, tao mắc cười thở lắm mày ơi. Tao không biết nói cái gì bây giờ nữa. Nói cái gì giờ? Ba nói vậy là ba chết liền à. Nói gì? Hai tay bưng dĩa muối chấm gần gần cay muối mặn, xin đừng quên nhau. Ủa sao nhìn con khinh thường dữ vậy má? Má tưởng con trẻ trung hiện đại, ai dè con cũng bây giờ tỏ tình người ta nói dày mé phê con ơi. Anh ơi anh. Trời ơi.
tôi đang ở thiên đàng hay nơi hải giới vậy trời? Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng.